đi vô trong này để mua cái mền, mua cái ra giường trải cho mấy đứa gái mình nó muốn. Ok, con chim. Con chim này, con chim đậu trên này. Đó. Hôm nay quay nhiều video quá nha. Đây là ở chợ áo quần nè các bạn. Chợ Rót. Mấy đứa con mình đi đâu rồi? Các bạn ơi. Anh ơi. Được chưa? Mua được chưa? Lựa được gì rồi? Đó, con gái mình lựa được cái ra nệm này. Cái này để trải giường ha. Có mền luôn hả? King size. Đó, mua được cái ra giường rồi, bây giờ đi. Có đôi giày nào không? Xem ở đây giày người ta bán cũng giá cũng cao mà người ta bớt á các bạn. Cái giảm giá cái người ta bỏ vô đây. Size của mình size nhỏ nhất. Size của mình là size 5 1/2. Xem có đôi nào vừa không. Đôi này ha. Ok không các bạn? Cũng rộng nè. Đó. Mình chừng size 5 là vừa. 5 1/2 hơi rộng. Cũng tùy đôi các bạn. Có đôi nào nữa không? Mấy đứa con gái mình nó ra đây nó lựa cái mền rồi ra giường trải giường nè. Đó. Ơi. Có đôi nào ha? Size 6 thì mặc vừa rồi, size 5. 5 tìm được đôi nào không? 5 1/2 cái đôi này cao cao này, thử có vừa không? Để chân mày đi. Cao quá. Các mình thử đôi này thử xem có vừa không. Các bạn thấy vừa không? Ok không? Cái này mình mặc mình đi bổ ra không cũng dễ, có con có cái. Mình đi nó nhanh, còn mình mang gút cao mình đi khó lắm. Đó, với ông xã của mình bằng mình mang gút cao là mình sẽ cao hơn ông xã. Hai người lùng hết chân. Rồi. 40 đô, bây giờ còn 13 đô, còn 14 đô. Đó, thì 14 đô thì khoảng 10 đô là 230 ngàn hả? Phải không? À, mà thêm 4 đô nữa. 4 đô cho 90 ngàn đi. Khoảng 300 mấy ngàn đôi này ha. Ok, lấy đôi. Để xem có đôi nào cho con gái mình. Gái mình nằm bên kia, cái dải dép bên kia. Các bạn thấy giỏ sách quá chừng nè. Đó, quá chừng giỏ sách. Mình xem cái giỏ sách nào, mình thay đổi cái giỏ sách kia nè. Có cái nào đẹp không các bạn? Giỏ sách của mình nó rách tả tơi rồi. Hả? Bạn tìm phụ giùm ấy. Có cái nào đẹp không các bạn? Cái nào mà vừa đeo được á. Hay lấy cái này ta. Cái này. Cái nào vừa đeo mà rộng rộng tí.
biết cái nào đẹp nữa, cái nào đẹp mà tiện lợi tí. Cái này cái gì? Lấy giỏ này đi ha, biết có đẹp không, sao nhìn lớn lớn tuổi. Thôi tìm cái khác đi, không có cái nào vừa ý hết trơn. Này có cái nào vừa mắt không? Cái nào cái này ha, hơi giống giống cái giỏ cũ của mình nè. Để xem lúc trước là nhiêu tiền. Đó, lúc trước là 68 đô, bây giờ là 39 đô chứ chín. Thôi mình lấy cái giỏ này. Đó, các bạn thấy không? À, má biết rồi, đâm chặt hả? Ồ, cái mình lấy được đâm chặt rồi ha. Okay. Đó, cái giỏ cũ của mình đây. Bây giờ mình sẽ thay cái giỏ mới này các bạn ơi. Ha. Cái này bự bự nè, bỏ đồ cho con được rồi. Con cái mà nó cần cái gì thì mình bỏ vô đây, mình xách. Rồi có cái đồ đeo nữa. Đó, tiện lợi, cũng đẹp. Rồi, bây giờ sẽ thay thế cái giỏ này. Cái giỏ này sẽ bỏ đi. Đó, còn xách được không? Để người ta đeo cho đẹp. Rồi các bạn ha, thấy được cái giỏ này rồi. Tìm thêm đôi giày cho đứa con gái. Biết đôi gì thích xinh hả? Tìm một đôi giày cho đứa con gái. Cái bình ở hả? Cái đôi này của đứa con trai mình thử bao nhiêu tiền nè. Lúc trước là 22 đô, bây giờ chỉ còn 14 đô thôi. Rẻ các bạn ha. Đây. Rồi Vân không lấy được đôi nào hả con? Đôi này ok không? Đôi này có mặt không? Này con cầm giày đi, cầm giày đi, mẹ tìm cho chị Vân đôi. Đôi này ok không? 6 chứ còn giờ cũng muốn đôi nào giờ. Vừa chưa? Chưa. Hả? Vừa không? Đứng lên mày coi, đứng lên. Vừa hả? Mang vớ vô vừa không? Đi chợ nhanh các bạn, đi chợ nhanh rồi ra đi về. Ông xã ông đang đợi ở trước đây. Đang tìm thêm đôi giày cho đứa con gái. Biết đôi gì thích xinh hả? Tìm một đôi giày cho đứa con gái. Cái bình ở hả? Cái đôi này của đứa con trai mình thử bao nhiêu tiền nè. Lúc trước là 22 đô, bây giờ chỉ còn 14 đô thôi. Rẻ các bạn ha. Đây. Rồi Vân không lấy được đôi nào hả con? Đôi này ok không? Đôi này có mặt không? Này con cầm giày đi, cầm giày đi, mẹ tìm cho chị Vân đôi. Đôi này ok không? 6 chứ còn giờ cũng muốn đôi nào giờ. Đôi này ok không? Đôi này này. Đẹp này. Đôi này. Cái đôi đó mặc được, con mặc nó không có bền, con mặc mấy cái đôi kia nó. Rồi đi về, không có đôi nào hết. Con tìm ra thôi, đi về. Chứ sao? Con sợ vừa không? Kevin, đi theo mẹ Kevin. Sợ coi vừa không? 12 sao vừa? Con phải mặc xoay quanh mà.
chậm mà. Của bạn say one á, bên này này. Có đôi nào vừa văng đâu? Đôi này nè, đôi này vừa nè, sao con không lấy? Hả? Tìm đồ cho Văn mà Văn không vừa. Đôi này nè, vừa nè Văn. Sẽ cho con vừa không? Vừa không? Vừa không Văn? Hả? Có chặt không? Lấy hay không? Lấy hả? Rồi. Rồi con lấy đôi này đi. Mua cái gì, đồ chơi gì mà cứ mua hoài. Rồi, cầm đồ ra xe. Cái xe này đẩy không được, phải cầm. Chai nước của ai kìa. Đồ ra xe các bạn ơi. Xe đó kìa bạn, đi theo mẹ. Thêm mẹ con. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.